phát sóng từ năm 1998. 24/24 giờ, 7 bản tin, 25 chuyên mục, phim truyện và ca nhạc và nhiều chương trình đặc sắc dành cho đồng bào Việt Nam ở xa tổ quốc. VTV4, kênh truyền hình đối ngoại mang giá trị Việt ra khắp năm châu. Kính chào quý khán giả của kênh truyền hình đối ngoại VTV4. Một tin vui mà Đài truyền hình Việt Nam mong muốn gửi tới quý khán giả đó là từ nay, chỉ cần có Internet, quý vị có thể dễ dàng đón xem, theo dõi các nội dung của kênh VTV4 qua ứng dụng VTV Go. Có hai cách để truy cập VTV Go. Cách 1, truy cập website www.vtvgo.vn. Quý vị chọn biểu tượng kênh VTV4, click vào là có thể xem ngay lập tức. Cách 2, cài đặt VTV Go. Cách cài đặt như sau. 1. Truy cập vào kho ứng dụng trên các nền tảng hệ điều hành khác nhau. 2. Gõ tìm kiếm với từ khóa VTV Go. 3. Xuất hiện biểu tượng của VTV Go như trên hình và bắt đầu ấn cài đặt ứng dụng. Đợi ứng dụng chạy cài đặt xong là quá trình tải ứng dụng đã hoàn tất. Lúc này quý vị đã cài đặt xong ứng dụng VTV Go cho máy tính hoặc các thiết bị di động của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu tới quý khán giả cách sử dụng VTV Go. Với rất nhiều tính năng hấp dẫn và tiện dụng cho khán giả, chúng tôi sẽ hướng dẫn những điểm đặc biệt của VTV Go. 1. Để xem trực tiếp, live. Quý vị chọn xem trực tuyến. Quý vị chọn biểu tượng kênh VTV4. Click vào là có thể xem ngay lập tức. 2. Để xem lại. Quý vị truy cập lịch phát sóng. Chọn chương trình đã phát trước đó để xem lại hoặc truy cập kho video. Chọn các chương trình hoặc phim mà mình muốn xem lại. 3. Để hẹn giờ xem, đặt lịch. Quý vị chọn tên chương trình mình muốn xem trong lịch phát sóng. Vuốt qua trái, biểu tượng đặt lịch sẽ xuất hiện, cho phép quý vị nhận được thông báo của VTV Go khi chương trình phát sóng. Hãy cài đặt VTV Go để tiếp tục khám phá thêm nhiều tính năng hấp dẫn hơn nữa. Xin cảm ơn quý khán giả đã luôn đồng hành cùng kênh VTV4. Và quý vị đừng quên có thể theo dõi VTV4 ở mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị với ứng dụng VTV Go của Đài truyền hình Việt Nam.